Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn gồm có tin quan trọng, tiếng nói cư tri. Trong phần 2 là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng tối nay. Florida ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão Dorian đang hướng đến. Chiều ngày 28 tháng 8, thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp tới 26 quận thuộc tiểu bang này về mối đe dọa của cơn bão Dorian trên bờ biển phía đông vào cuối tuần này. Trung tâm Bảo quốc gia của Hoa Kỳ cho biết dự báo có lốc xoáy cường độ 3 khi cơn bão vừa xuất hiện trên vùng biển vào Chủ nhật này. Thống đốc Ron DeSantis thông báo mọi người dân Florida nên chuẩn bị sẵn lương thực, dự trữ nước uống, thuốc và cần có kế hoạch đề phòng trường hợp xấu nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sau cơn bão Dorian để thông tin kịp thời cho người dân. Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ tất cả các quận dọc theo bờ biển trong công tác chống bão. Cơn bão đang hoạt động ngay ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Puerto Rico. Trước đó, nó đã đi qua đảo Barbados và San Lucia thuộc quần đảo Windward. Sức gió tối đa của cơn bão rơi vào khoảng 80 dặm một giờ. Ủy ban Hạ viện điều tra ý định tổ chức hội nghị G7 năm 2020 tại khu nghỉ mát của Tổng thống Trump. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler vào hôm thứ Tư thông báo, ủy ban của ông sẽ mở rộng cuộc điều tra Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2020 tại khu nghỉ mát thương mại của gia đình ông ta ở Florida. Ông Nadler nói việc Tổng thống muốn tổ chức hội nghị giữa các lãnh đạo 7 quốc gia siêu cường trên thế giới tại Trump National Doro Miami, chỉ là sự việc mới nhất trong một những chuỗi hành vi tham nhũng tự tung tự tác của tổng thống và có thể vi phạm cả điều khoản về thủ lao nước ngoài và điều khoản thủ lao trong nước. Theo thông báo ông Nadler ghi, những lợi ích về tài chánh cá nhân của tổng thống rõ ràng đang định hình nên những quyết định liên quan đến các hoạt động chính thức của chính phủ Mỹ và đầy chính xác là loại rủi ro mà các điều khoản về thủ lao trong hiến pháp ngăn chặn. Trong khi đó, Tổng thống Trump công khai bên vực khu nghỉ mát của mình, cho rằng nơi đây đứng đầu trong cuộc chạy đua tổ chức hội nghị G7 sang năm nhờ vị trí thuận lợi. Tổng thống nhấn mạnh ông không tìm cách thúc đẩy các cơ sở kinh doanh cá nhân của mình. Tổng thống Trump sẵn sàng ân xá cho việc làm sai trái, miễn xây được tường biên giới. Tổng thống Donald Trump sẵn sàng ân xá mọi việc làm sai trái hay phạm luật miễn là hàng trăm dặm rào biên giới được dựng lên trước bầu cử 2020. Tổng thống Trump tuyên bố trước nhân viên trong một cuộc họp về bức tường biên giới. Đừng lo, tôi sẽ ân xá cho các anh. Phụ tá phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Hogan Gidley không phủ nhận bản tin, nhưng gọi những chỉ trích nội bộ nhắm vào Tổng thống Trump là trò bịa đặt. Ông Gidley nói, ông Donald Trump hứa sẽ bảo đảm an ninh biên giới với những chính sách di trú đứng đắn và hợp lý để các cộng đồng Mỹ an toàn hơn và điều này sẽ diễn ra khắp mọi nơi một khi bức tường được cắt lên và cuối cùng cũng được thay đổi vì tổng thống Trump nhanh chóng xây bức tường hơn bất cứ ai trong lịch sử, bảo đảm an ninh biên giới và thực thi chính sách nhập cư được nhân dân Mỹ bỏ phiếu tán thành. Tổng thống Trump hy vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành lời hứa xây tường trước bầu cử 2020.